chào các anh chị nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị và coi làm cái nút bọc vải không, cái vải quen ở ngoài này đấy nhá. Để làm cái nút này thì mình phải có ba cái chi tiết. Thứ nhất là cái chân, thứ hai là cái mặt, và thứ ba là cái quen này của nó thôi. Đó, sau đây em sẽ bọc thử. Đây là cái khuôn của nó nhá. Đây, thứ nhất là mình sẽ đưa cái que này vào đây. Đó, rồi sau cái mặt này, cái vải để lên đây, cái mặt này để lên đây. Ấn xuống cái chân bên này, mình đưa vào cái khuôn này, rồi úp vào đây. Đó, mình đưa vào cái khuôn này, mình nói ra một cái sản phẩm của nó rất là đẹp, thân xảo không bị móp. Đó, cái nút này nó có tất cả các size nhá, mình muốn lấy size nào thì em làm cho size đó, và bên em có kèm bán theo cái phụ kiện của nó luôn. Đây, cái mặt cái chân của nó đây, bán phụ kiện và cái chảy khối theo luôn nhá. Anh chị cần cái size nào thì cứ để lại số điện thoại cho em, rồi em xin cảm ơn.